chào tất cả quý vị khán giả, chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình an vui vẻ. Hôm nay chúng ta tiếp tục câu chuyện nóng từ ngày hôm qua, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố tạm giam. Trong suốt tối ngày hôm qua thì công an đã làm việc khám xét hai căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng, thu giữ nhiều tài liệu. Tối ngày 24 tháng 3, công an đã khám xét tại hai căn nhà của Nguyễn Phương Hằng, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng để phục vụ công tác điều tra. Suốt đêm qua, công an làm việc vô cùng vất vả. Giữa đêm, ngày 24 tháng 3, tổ công tác văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra BC01, công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khám xét tại căn nhà số 6, đường Nguyễn Thông, quận 3 của bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương. Được biết, đây là căn nhà mà vợ chồng của bà Hằng, ông Huỳnh Quy Dũng, tức là ông Dũng Lò Vôi, sinh sống thường xuyên. Đây là địa điểm mà bà Hằng hay tổ chức các buổi live stream trên mạng xã hội, có mời một số khách đến tham dự. Khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại căn nhà thì lúc 22 giờ 30 phút, ông Dũng Lò Vôi xuất hiện đi trên ô tô về đến nhà. Hiện trường xung quanh căn nhà số 6 đường Nguyễn Thông đến nửa đêm vẫn được công an địa phương phong tỏa, đảm bảo trật tự an ninh. Có rất đông người hiếu kỳ, YouTuber tập trung quanh nhà theo dõi vụ việc đưa tin. Trước đó thì tối ngày 24 tháng 3, tổ công tác của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét căn nhà thứ hai của bà Nguyễn Phương Hằng tại số 1719 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận Nhất. Đây là địa chỉ mà bà thường trú tại đây. Sau 2 giờ làm việc, tổ công tác thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng tại căn nhà này, đóng vào thùng, mang lên ô tô đưa đi. Như đã thông tin, chiều tối ngày 24 tháng 3, tổ công tác của phòng BC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không được kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng ngôn từ trên mạng xã hội nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng và các tổ chức cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Quyết định khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng đang được dư luận ủng hộ bởi bà đã đi quá giới hạn luật pháp cho phép và xã hội nào cũng có trật tự, những quy chuẩn tôn trọng chung. Cuối cùng chuyện gì đến phải đến với bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty cổ phần Đại Nam, lại nổi danh ít ai bằng bà trên mạng xã hội. Mấy năm qua thì những livestream của bà mạt sát, mắng mỏ, bôi xấu bất cứ ai mà bà cho là đối thủ của mình. Ngay sau khi công ty Đại Nam tổ chức các buổi đua chó đua ngựa, mặc cho MC lấy tên những đối thủ của bà Hằng, đặt cho những con vật, khiến những lời lẽ khiếm nhã khó chấp nhận được. Giữa tiếng cười hô hố của bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng thì không ít người đã đoán trước sự việc không hay cho đàn bà này. Nhiều người dự đoán trước sau gì bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng bị vướng vào pháp luật, thì tới ngày hôm nay quả là không sai. Dường như những tố cáo của nhiều người bị bà Phương Hằng chửi rủa, vu khống, cảnh báo hay là phạt hành chính cơ quan chức năng không làm cho bà Nguyễn Phương Hằng chùn bước, mà ngược lại càng coi thường pháp luật. Chúng ta đã biết, bất cứ quốc gia nào, xã hội nào dù tôn trọng trật tự cá nhân và quyền biểu đạt cùng ngôn luận thì mọi thứ nằm trong khuôn khổ của pháp luật, không thể mượn danh chính nghĩa hay là dùng lời lẽ vu khống mượn danh này danh kia để mạt sát, sỉ nhục, lôi kéo đám đông vào vòng xoáy ngôn từ thù hận, kích động, thô tục xấu xí của mình. Chúng ta khuyến khích những người cổ vũ cho những ý kiến đúng, phát biểu chừng mực và có tính chất xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
con người sửa chữa sai lầm, nhưng không thể không chấp nhận tôn trọng pháp luật và không chấp nhận được những con người làm nhục người khác có hệ thống kéo dài và ảnh hưởng xấu đến xã hội như vậy. Công bằng mà nói, nếu bà Hằng chỉ dừng ở lại mức độ bóc phốt, vạch trần sai trái và vài nhân vật danh tiếng cần tu chỉnh mình, có lẽ kết cục không phải như vậy. Phần nào đó là còn được xã hội ghi nhận và tôn trọng bà. Nhưng thực sự tới ngày hôm nay, một khi mà bà tự xem mình là người phán quyết, đứng trên tất cả, chửi bới, vu khống và đặt điều không chừa một ai, thì pháp luật phải điều chỉnh hành vi của bà Hằng. Ngôn từ ghê dễ sợ đã dùng cho bà, hành vi của bà này gieo rắc rối, và hành xử của đám đông bị bà lôi kéo kích động không chỉ tổn hại đến nạn nhân trực tiếp mà còn làm cho xã hội náo loạn, cùng những quy chuẩn đạo đức bị bóp méo, nhân cách nhiều người bị xô lệch và luật pháp xem thường. Đây là không thể chấp nhận của mọi người đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Bà là một tổng phó giám đốc hoặc là giám đốc của công ty Đại Nam hay là một chức vụ nào trong xã hội. Nhưng chúng ta là thấy là bà Phương Hằng đã đi quá xa, những câu nói, những cái ngôn từ của bà quá thô bạo và mọi người không thể chấp nhận được. Nếu bà Hằng biết điểm dừng mà cá nhân mình được phép giới hạn và bất cứ ai sống ở bất cứ nơi nào không được phép vượt quá và ý thức đúng quyền tự do ngôn luận, thì chẳng phải lĩnh kết cục xấu như ngày hôm nay. Giàu có tên tuổi và cả sự tung hô nhất thời chưa đủ làm cho bà Hằng thỏa mãn hay là nháo mạng, hoặc vì động cơ lý do nào khác khiến bà Hằng bị xử lý hình sự, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc này. Nhưng rõ ràng cái tác hại xấu từ sự kiện này còn kéo dài, chưa kể những người ủng hộ bà Hằng đã hiểu và vì sao chấp nhận sai trái của thần tượng của mình như vậy. Nói chung là những việc gì ABCD của bà Hằng đó thì những người ủng hộ bà Hằng lại tiếp tục ủng hộ. Tại sao nhận ra những điều sai trái mà ủng hộ bà Hằng như thế? Tuy nhiên, việc đông đảo công chúng thở phào khi drama ngày đã kết thúc, chuỗi ngày ghê sợ, chửi mắng, ngập tràn cõi mạng, và bà Hằng đã thấy là cơ quan chức năng công an đã vào cuộc xử lý hoàn toàn triệt để, không chỉ vì thượng tôn pháp luật, coi trọng nhân phẩm con người mà là môi trường trong sạch cho xã hội, răn đe những kẻ lợi dụng mạng xã hội để mạt sát, làm nhục, bôi xấu người khác và tự phong thánh cho mình. Hơn nữa, dù ai là vi phạm pháp luật thì cuối cùng cũng bị chính pháp luật trừng phạt. Kính thưa quý vị khán giả, có nhiều người bình luận như sau. Một cái kết mà nhiều người ai cũng biết, chỉ có bà Hằng không biết mà thôi. Bà ấy có nên cố tình lôi kéo thật hay không, nhiều người dẫn dắt theo ý của bà là không đúng. Cảm ơn các nhà báo, cảm ơn những bài phân tích đúng về bà Phương Hằng. Và có một vị khán giả bình luận như sau. Đúng là bà Hằng là người tốt, vợ chồng bà đã làm rất nhiều việc tốt cho xã hội, cho nhân dân. Nhưng rất tiếc, nói như là các YouTuber hoặc là những cái bài báo mà đã viết đó, là bà Hằng không biết cái điểm dừng và không biết hợp tác với cái cơ quan công quyền. Tôi tin rằng rồi nhà nước sẽ có cách xử lý hợp tình hợp lý đối với bà Hằng. Một tài khoản khác cũng bình luận như sau. Được tung hô trên mạng xã hội cũng dễ làm người ta hoang tưởng mình là siêu anh hùng và cứ thế say sưa quên cả lối về. Và nhiều người cũng cảm thấy là rất là vui sau khi mà công an đã bắt bà Nguyễn Phương Hằng, cần xử lý những người đứng sau bà Hằng nữa. Cảm ơn chính quyền đã vào cuộc ngăn chặn kịp thời, đem lại an ninh văn hóa cho người dân. Xin cảm ơn, chân thành cảm ơn công an thành phố, trật tự đã được lập lại. Đó là một số vị khán giả đã bình luận. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Mong tất cả mọi người hãy đăng ký kênh Phương Văn Official để tiếp tục theo dõi những tin liên quan đến thời sự cũng như là liên quan tới danh nhân Nguyễn Phương Hằng và chia sẻ trong cuộc sống đời thường. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.